Yeah, Bill gặp ông ngoại rồi. Cười với ngoại. Dạ, nói xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Buổi sáng hôm nay thì bây giờ cũng hơn 8 giờ rồi cả nhà. Hiện tại em đang có mặt tại shop Hồng Loan. Thì sáng sớm đến đây thì cũng có bất ngờ có một cái cô khán giả ở quận 12. Cô đến rất là sớm ha. Cô đến sớm để ủng hộ hàng của Hồng Loan này cả nhà. Cô xuống cô ăn hủ tiếu rồi. Hôm nay thì một ngày đặc biệt với Bùm Bùm mở quán hủ tiếu Bò Viên. Thì xíu nữa em sẽ xuống quay chia sẻ ha. Cô này đến rất là sớm mua hàng nè cả nhà, ủng hộ Hồng Loan nè cô chú anh chị. Trời ơi, anh Bill anh đá cái kìa. Đó, nhà thấy là những cái đơn hàng Hồng Loan chừng đóng gói xong chuẩn bị xuất ha cả nhà. Đây. Cô đợi nãy giờ rất là lâu rồi cả nhà. Cô mình mua cái gì vậy cô? Nay mình mua cái gì vậy? Mua đúng. Dạ. Ai cả nhà, cô từ quận 12 cô xuống đó cả nhà. Cô ủng hộ hủ tiếu Bùm Bùm nè. Cô nãy mình ăn hủ tiếu mình thấy sao cô? Ngon. Ngon hả? Ngon, mua 1 ký bò viên nữa. Ồ, ký bò viên nhiêu cô? Nhiêu 1 ký cô? Ngon quá, mua thêm hả? 400. 400. Dạ, trời. Cả nhà, cho con gì bao nhiêu xíu anh. Cô mua dạ gì tóc mỡ nè. Với lại rong biển kẹp hạt cả nhà ơi, cô mua rất là nhiều luôn. Ôi. Hồi nãy cô đến sớm lắm đó nha. Trời ơi. Đến mà chưa mở cửa shop luôn. Thấy quảng cáo hủ tiếu giờ chiêu nè. Dạ cô thấy ngon gì cô giới thiệu cho mọi người ủng hộ Bùm Bùm nha. Dạ. Ôi. Ở quận 12 qua đây là gần không cô? Đi hả? Đi ngay hẳn đi thay cơ đó. Mình đi cỡ nhiêu phút, con cũng không rành đường nữa. Đi nửa tiếng hơn. Nửa tiếng hả? Dạ. Rồi, cảm ơn cô ủng hộ Bùm Bùm, ủng hộ Hồng Loan. Cô nói là cô theo Rama từ... 1 ký bò viên nè. 1 ký bò viên. Ngon quá, mua 1 ký bò viên về nhà cả nhà ơi. Cô ở bên nước ngoài nó về, nó mua thấy vậy như ngon, mua về cho anh em. Dạ, cô ủng hộ. Về nha. Dạ. Cô là theo Rama từ đầu mùa tới giờ rồi đó. Năm hả? Năm. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nha. Dạ, cả nhà ơi, hiện tại em đã có mặt tại hủ tiếu Bò Viên của Bùm Bùm này cả nhà. Em thấy là khách rất là đông luôn cô chú anh chị. Em thấy là có một cái bó bông nè. Cả nhà. Của má Thanh chúc con khai trương Hồng Phát nè cả nhà. Wow, rất là đẹp ha chú chị. Đây địa chỉ nè cả nhà. Khách rất là đông luôn, hồi sáng mọi người đến rất là sớm ha cả nhà. Đây mình wow, thôi nước lèo chỉ còn nửa nồi thôi cả nhà ơi. Sáng sớm thì mình nghe mà là mọi người đặt hàng á, người thì 10 tô 20 tô rất nhiều ha. Chị đó là gì của Bùm Bùm nấu ha cả nhà. Đây là có các bảng giá nè. Hủ tiếu Bò Viên Bùm Bùm nè. Hủ tiếu bún Bò Viên 55k một tô. Mì thập cẩm gì cũng 55k ha. Súp Bò Viên 40k một tô. Nước sâm 15k. Coca xì tin 15. Trà đá 2k ha cả nhà. Đây. Dạ có chào ông ngoại. Dạ ông ngoại. Cả nhà. Thơm quá nhà ơi, quá trời thơm luôn. Sáng khách tới ăn rất là nhiều. Mọi người đến ăn rất là đông, ủng hộ Bùm Bùm ở cả nhà. Hồi nãy thì có mấy chị thì cũng không có biết đường á, nên là tụi em cũng dẫn mấy chị xuống luôn, thẳng xuống đây quay luôn ha. Đây. Ở ngoài cũng có một cái bảng nè, cũng có cái bảng giá nè. Hôm qua Bùm Bùm có đây, có mấy chị mình vô nè. Hôm qua Bùm Bùm có chia sẻ là ngày khai trương thì sẽ tặng nước sâm nha. Và một cái chia sẻ của Bùm Bùm là khi mấy chị đặt hàng thì trong khu vực Phú Nhuận thì Bùm Bùm sẽ ship cho mình ha.
À, Biêu. Trốn hả? Biêu rồi, nè nè. Biêu ơi. Ô, Biêu à. Đang tìm cái mẹ. Kéo xuống lại. Đang tìm cái mẹ. Biêu. 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 Biêu mua cái màn che luôn. Anh che màn đó nè. Cười cái rồi nè. Chạy kì cho anh đi, chú đi. Chú. Địa chỉ là 181/43/4 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận ha cả nhà. Coi cô nấu, coi cô nấu một xíu quá nha. Thơm quá trời thơm luôn. Đó, bò viên rất là ngon nha cô chú anh chị. Ngon quá, hấp dẫn quá. Vậy chia sẻ xíu em cũng thưởng thức một tô cả nhà. Thì bùm bùm thì sáng cũng đến rất là sớm thôi chú anh chị. Đây là Hồng Loan có chia sẻ là đây là cái tâm huyết của bùm bùm. Tâm huyết là ước mơ là mở quán hủ tiếu bò viên cũng như bún bò viên ha. Bây giờ thì bùm bùm cũng thực hiện được cả nhà. Bún bò viên thì mình sẽ ăn với lại rau muống bào đó nha, ngon lắm nha. Bò viên thì là ở nhà bùm bùm sẽ làm ha, và nước sông cũng ở nhà nấu luôn đó chú anh chị. Bố mình mang về nha, hủ tiếu bò viên mang về á. Thiếu bò viên, mì bò viên cũng ngon cả nhà. Wow, bò viên nè, chú anh chị. Ngon quá trời ngon luôn. Sa tế ớt nhìn thôi là đã ghiền rồi cả nhà. Dạ, hủ tiếu. Cô chú ủng hộ rất là nhiều. Chiên chấm tương ớt. Trời, ngon lắm cả nhà ơi, bò viên chấm tương ớt thì thôi nhức nách luôn. Rất là thơm nha, bắt đầu tình hình gần đây hành cái đôi của mình. Bò viên nhìn hấp dẫn quá, cục nào cục thấy ủa. Sáng giờ chị lại mời chị. Nếu đây mà tôi không làm gì thì chụp tôi liền hết cả một bữa. Cái bóng. Bây giờ nắp khăn lại. Giá là 2 3 giờ sáng. Chị là công nhân. Cũng giữ. 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 Bò viên là có gân nữa cái nhà, ngon lắm chú anh chị ơi. Đứng gần mà cái mùi thơm mà em chị không nổi luôn, đói bụng quá trời luôn. Cái này viên gân hết hả cô? Ở đây đã
đặc sắc nhất là món bò viên đó, bò viên gia truyền của Hữu Bình Bực Bực. Đây là cái quán tiếp theo được Bực Bực mở, trước đó là ở phía bên gia đình đang mở một quán ở bên quận nhất đó các nha. Đây là bò viên gia truyền. Ngồi vô là chúng ta đang chiến sức bò viên. Nhìn nó rất là ngon. Nước sôi nha con ơi. Má Tư cũng đến rồi, cả nhà có cho má Tư. Má Tư gửi hoa đến trước rồi cả nhà, không má Tư đến sau. Chào má Tư. Yeah, Bill gặp ông ngoại rồi. Má Tư cũng đi sớm hay nhỉ? Mắt chờ bác cho ngủ, mắt ngủ trễ. Mắt không đi cùng ha. Chào